Chào cả nhà yêu Lan, em là Kim Phụng. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 23, mời mọi người đến với phiên sáng nay. Phiên quay video buổi sáng thì mọi người vui lòng xem kỹ video rồi gọi theo số trên tiêu đề hoặc là nhắn tin qua SMS Zalo để chốt hàng nha. Chứ em không chốt trực tiếp ở trên đây được bởi vì em không có like đấy. Đấy. Trước mặt mọi người thì có là cây người đẹp Bình Dương nha. Hôm nay em sẽ bán cái này cho nên là sẽ bình luận về mặt bông này. Và mọi người thấy đây là một cái mặt bông va cao cấp, nó ở cái tầm khác rồi. Và bông thì rất là đẹp đình đám rồi. Phải phải nói về cái độ đẹp của bông. Mọi người nhìn cái video ở giữa đó thì cái bông nó cực kỳ là trắng nha. Màu trắng thì nói như những cái video trước em nói rồi, như là Vĩnh Khang á, cũng trắng hơn rồi đó, màu trắng sứ luôn. Phải nói là trắng gì mà sáng thế, trắng nói chung trắng lắm, nó đẹp lắm. Mà trong khi cái bông đó là bông người ta tưới nước rồi á mà nó mang được cái tông màu trắng như vậy. Đó là cái tông màu nhìn tổng thể nhá. Còn tông màu mà nhìn sơ sơ á, thì mọi người nhìn nhìn mà kỹ á, nhìn chi tiết á, thì mọi người sẽ thấy từng cái đường nét của bông hoa, từng cái đặc điểm của bông hoa nó rất chi là đặc biệt. Đấy, thứ nhất là em xét về bộ cánh này. Bộ cánh của bông hoa này là bộ cánh bầu mà cánh sáp nha. Tức là cánh hoa nó rất là dày. Đấy, thông qua những hình ảnh và video thì mọi người thấy cánh hoa là cực kỳ là dày luôn. Mà cánh bầu cánh sáp, đối với cái loại cánh hoa mà nó dài như này á thì nó giữ được cái độ bền cho bông hoa nhá. Đó là bông hoa nó rất là lâu tàn ạ. Vì cánh dài cánh sáp bóng như thế này này thì mình sẽ chơi được rất là lâu. Đó là bông hoa nó bền nhá. Rồi, đó là về bộ cánh. Cái cánh độ dài của cánh. Cái thứ hai của đôi cánh này đó, hai cái cánh vai á nó rất là ngang. Mọi người có thấy nó đi ngang không ạ? Đó, hai cánh vai nó đi ngang thì nó tạo cho cái bông hoa một cái vẻ gì đó cũng khá là mạnh mẽ nhá, cực kỳ là mạnh mẽ luôn, thu hút. Và cái cánh đài thì cực kỳ là đẹp rồi. Thường nhiều bông á thì cánh đài của nó rất là dài và kiểu cánh chuồng, nhưng mà bông này mọi người thấy thì cánh đài của nó cũng rất là bầu tròn luôn ạ. Cho nên là nó nâng cái bông hoa lên á, kiểu nó tạo một cái độ bay, nó kết hợp cùng với cánh đỉnh và hai cánh vai thì nó tạo một cái nét rất chi là hài hòa cân đối nhá, dành cho cái bông hoa. Thì đó là điểm cộng về cái bộ cánh, cả về màu sắc, cả về đường nét, cả về cái khuôn bông nha. Cái thứ hai là về lưỡi thì bông người đẹp Bình Dương mọi người thấy lưỡi cực kỳ là tròn luôn nha. Đó, lưỡi rất là tròn, tròn tinh tươm luôn. Cái video ở bên trái đấy, trời ơi nó tròn đấy, rất là tròn. Những cái còn cái video mà bên phải thì mọi người thấy là hoa nó nở vài ngày rồi, nó đỡ tàn rồi đó. Còn video chính giữa thì bông chính diện thì nó bao đẹp rồi, mà bông đó là có tưới nước lên rồi cho nên là hoa nó rất là sắc và đẹp như vậy. Thì đó là về cái độ lưỡi tròn. Lưỡi tròn này nó kết hợp với cánh bầu á thì nó cũng tạo nên một cái vẻ rất là hài hòa cho bông hoa. Rồi xét đến phần mũi và cựa thì những bông cao cấp thì lúc nào cũng vậy hết, mũi và cựa thì trắng tinh tươm rồi. Đó, mọi người nhìn thấy cái độ trắng của nó không ạ? Trắng thì dữ như em nói là trắng sứ đấy, không thể nào mà trắng hơn được nữa. Họng sạch, phân thùy thì cực kỳ là rõ nét. Rồi, điểm tiếp theo là đôi mắt. Thì đôi mắt của nó cũng rất là tròn luôn. Bông này được cái là tất cả mọi thứ nhìn vào nó đều rất là tròn. Thì nó nhưng mà nó vẫn tạo cái vẻ gì đó rất là sắc sảo nha, chứ không phải là tròn mà nó mang vẻ dễ thương đâu ạ. Tròn nhưng mà nó lại rất là sắc cái bông hoa. Mắt màu đỏ nhung nha. Đấy, in một giống như là một mảng sơn người ta đem đắp lên á, vẫn rất là tròn, tròn mà cực kỳ là sắc. Cái độ sắc của đôi mắt thì nó cũng nhẹ nhàng thôi chứ nó cũng không sắc lên nhiều giống như là bạch tuyết nha. Nó rất là nhẹ, khuôn nó cũng khá là tròn giống như là em đã phân tích rồi á. Và một cái điểm cộng của bông người đẹp Bình Dương này nữa nè là mọi người thấy cái video ở bên trái không ạ? Đó là nó bay về đêm nha, tức là nó nở 24 giờ ấy. Đó, nhìn nhìn buổi tối nó sáng kinh hồn nha. Gọi là trắng phát sáng, nhìn buổi tối trong đêm là nó càng nổi bật lên. Cái video bên trái này nè, đấy cả nhà thấy không? Đây là quay tại một cái vườn lan mà nó nở vào ban đêm á, mà vườn cũng vườn lớn á chứ không phải vườn nhỏ đâu. Đó cả nhà thấy không? Tối bật điện nè. Thì quay cái bông người đẹp Bình Dương này là nó bay 24 giờ. Và cái việc bay 24 giờ thì em cũng phân tích rồi đấy. Nó tùy theo cái bông, cái cây, tùy theo cái khí hậu, rồi cái điều kiện của mỗi cây nữa. Chứ không phải cây nào cũng bay 24 giờ đâu ạ. Rồi, thì nếu mà xét hết tổng thể thì bông người đẹp Bình Dương này rất là hoàn hảo nha. Đấy, nó nếu mà chấm điểm 10 thì nó sẽ là được 9,5 trên 10 á, bởi vì nó không có điểm chê. Thân lá cũng rất là mập và đẹp luôn.
Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cái lô hàng nha, mọi người theo dõi từng cây nha. Quay tổng thể cho mọi người xem cây trước nha. Đây, nó sẽ có rất là nhiều size, nhiều kích cỡ. Từ những cây nhỏ nó lên nhiều mầm gốc như thế này, nhiều kỳ như thế này nha. Đó. Ví dụ như chậu này mọi người thôi, nó nhỏ mà nó đẻ kinh khủng không? Đó, mỗi gốc sẽ lên một mầm gốc nè, rồi trên thân nhỏ tí mà đèo 2-3 kỳ. Hay là những chậu đã lên 2 gốc này, 3 gốc có kỳ nè, hoặc là những chậu to như thế này chưa lên gốc nè. Nó rơi vào từ nhiều size lắm, từ 5 sen đến 15, 20 sen thì đều có hết. Đó, cái lô trong này toàn là người đẹp Bình Dương hết nha. Đó, mọi người thấy rõ không ạ? Toàn là cây như lên gốc rồi rất là khỏe. Ở đây em có ba cái chậu này đẹp nè, em bán cho ba chậu này trước nha. Chậu này thì bán 6 triệu một chậu, đồng giá giống như là hôm bữa em bán 3 kg đấy. Thì cái này trồng trong chậu gỗ rất là đẹp. Đó. Cái size này sẽ là size rẻ nhất, dễ sưu tầm nhất. Còn những size lớn hơn, ví dụ có 15 sen. À, size này là 15 sen nè. Những size lớn hơn thì nó rơi vào tầm 20 sen. Hoặc là cây đã lên mầm gốc rồi thì nó sẽ có giá khác. À, những cây này là 15 sen nhé cả nhà. Trồng trong chậu gỗ rất là đẹp như thế này. Thì giá là 6 triệu một chậu. Ba chậu này thì nó như nhau hết à, nó bằng nhau hết. Nên mọi người lấy cây nào cũng được. Còn bác nào mà thích lấy cây lớn hơn thì nhắn qua cho em nhé. Thì em sẽ quay sau. Hôm nay em chỉ quay ba cây lớn thôi. Loại tiếp theo em có hôm nay đó là hồng nhật hạ nhé. Một cái bông hồng rất là đẹp luôn. Hồng nhật hạ là cây đẹp cả về thân lá, cả về hoa. Và đặc biệt là nó có thể nở xuân luôn nữa nhá. Xuân hoặc hè. Nhưng mà cây này chủ yếu là cây nở xuân ạ. Hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy, một cái bông hồng, tông hồng rất là mơ màng. Và những cái video trước em quay thì em cũng đã nói về cái cây hồng nhật hạ này rồi nha. Thì hôm nay em sẽ đi vào chi tiết từng cây. Cây có đánh số rất là rõ ràng và quay rất kỹ. Nên là các bác chị theo dõi từng cây một nha. Cây số 1 này. Đây, nhật hạ số 1 này, 400.000. Chưa có lên mầm gốc nha. Cứ cỡ là tầm 4 sen, tương đương với 4 lá như thế này nha. Các bác muốn cây nhìn cây bao nhiêu sen các bác cứ nhìn lá cho em nha. Đấy, cây này thì nó rơi vào tầm 5 sen này. Đấy, 2, 4. Đấy, 5 lá như thế này, rơi vào tầm 5 sen nha. Đó, cây rất là nhỏ thôi ạ, à, không có to đâu. Cái này quay gần để mọi người thấy được cái cây như thế nào, mầm gốc giá thể nó ra sao. Thì mình nhìn qua camera mình sẽ thấy rất là to. Còn nhận hàng á, thì cứ tưởng tượng là nó bằng nửa thôi, để cho mình đỡ hoang mang. Dành cho những cái bác mà mới cho lan nha. Chứ không mà chúng ta cứ nghĩ là sao mà quay cây to mà nhận bé tí. Thật ra đó là chúng ta đang bị ảo giác nhìn hình ảnh thôi. Chứ không phải là em quay cây to rồi em gửi cây nhỏ cho các bác nha. Rồi, chậu số 2 này, 400.000. Chậu số 2 này thì mọi người thấy là nó đã lên mầm gốc rồi, đúng không ạ? Đấy, chậu số 2 là 400.000 thì lên mầm gốc rồi nha. Đó, lên rất là rõ ràng như vậy rồi. Tương tự thì nó cũng cỡ 5 sen. Rồi, chậu số 3 này. Đây, số 3 thì là 650.000 nha. Đây là cây số 3, 650.000. Nó là cây 52 rồi. Ở trên thì rêu phủ rất là đẹp, giữ ẩm cho cây rất là đẹp. Cắt cỡ thì tầm 15-17 sen nhé, gần 20 sen ạ. À, lưu ý cây của em gần 20 sen nha, mà cây rất là mập đẹp ạ. Cây siêu mập siêu đẹp luôn. Thì đây là chậu nhật hạ số 3, 650.000. Đấy, à, chậu số 3 nha. Rồi, chậu số 4 này, tương tự 650.000. Nhật hạ số 4 này, 650 luôn. Ui giời ơi, mọi người có nhìn thấy cây không ạ? Ố na, ố nu như này. Siêu mập siêu đẹp luôn. Thân lá là đúng là bao phê. À, đây là chậu số 4, 650.000. Thì nó cũng tương tự, nó là hàng 52 nha. Đấy, nó là hàng 52. Thế nên là nó lên cái gốc mới rất là đẹp như vậy. Đó, đó là chậu 4. Đây, 3, 4 như nhau này. Chậu số 5 này, thì nó tới 3 gốc luôn nha. Thì giá là 900.000. Thì kể ra là 300.000 một gốc thôi, đúng không cả nhà? Vì mà mua một thân như này là 400.000 rồi nè. Đấy, đây nó có tới 3 thân. Chưa kể trên này nó còn sưng rất là nhiều kỳ nữa. Rất là lợi giống luôn. Cây này cũng rất dễ hoa nha, chứ cũng không hề khó hoa. Đó, đó là chậu số 5 này, 900 nha. Dành cho 3 gốc như thế này. Đấy. Mọi người cứ tính gốc là mọi người sẽ biết à. Bởi vì người ta bán cho em, người ta cũng bán gốc vậy. Cứ một cái gốc mà nó tòi ra là người ta cũng nhân lên tính tiền. Cho nên mình bán thì cũng như vậy thôi. Mặc dù những cây về kia thì về nó thể lên một gốc nhưng mà nó chưa lên. Cho nên là mình lấy cái cây mà một gốc ấy, thì nhiều khi nó lợi là điều đó. Chờ nó sẽ lên từ từ. Còn những cây này nó là lên sẵn rồi. Rồi, cây số 6 này, 750.000. Cây số 6 này dài tầm 25 sen nha. Đấy, đây là chậu số 6. Chậu số 6 này,
750.000. Số 6 750. Đó, cây rất là mập nè. 6 750.000. Dài 25 cm. Tương tự số 7 cũng 750.000. Cái cỡ cũng bằng cây số 6 luôn. Nhưng mà cây số 6 nó sẽ mập hơn nha. Cây số 7 thì nó dài hơn và nó ốm hơn nè, thấy không? Cái luật nó rồi. Cứ dài thì nó sẽ ốm thôi, mập thì nó sẽ lùn thôi. Rồi, và cây số 8 nè, 1,2 triệu. Cây này thì nó to, gốc của nó cực kỳ là to luôn. Rồi, nó ba gốc. Ba gốc như này nha. Rồi, số 8 này 1,2 triệu nè. Rồi, thì đấy là 8 chậu hồng nhật hạ nha. Số 8 1,2 triệu. Đế thì to khỏi phải bàn rồi. Đấy. Em cũng biết sao rồi, nó lên một gốc nó rất là lực như thế này. Đấy, cái đế nó siêu to khổng lồ luôn, bởi vì cây quá lực và đẹp. Rồi, thì đó là hồng nhật hạ 8 chậu nha, 8 chậu hồng nhật hạ. Bên này là em có 5 cánh trắng gấu trúc nha. Một cái khuôn bông rất là đẹp, đặc biệt, to. Và đôi mắt không thể nào lẫn lộn với khuôn bông khác nha. Đấy, ví dụ như là Bạch Tuyết nè, Vượng Khang nè, hay là Phú Thọ nè, Đại Tướng nè. Nhiều bác mới chơi còn không phân biệt được á. Chứ còn đối với cây năm cánh châu trắng gấu trúc này, nhìn vào bông hoa là biết ngay là gấu trúc luôn nha, không thể nào nó lẫn lộn với bông khác, bởi vì cái khuôn bông của nó quá là đặc biệt. Và gấu thân lá cũng thuộc dạng là khủng bố, lá rất là xanh đậm. Ví dụ như cây này ha, nhìn cái chất lá nó rất là dày dặn luôn, lá siêu dày luôn. Hôm nay cũng tương tự, em có một lô toàn là cây mọc khỏe và size to nha. Sau 400.000 thì chắc là ngày mai mới có. Hôm nay là đi lấy hàng tiếp, chứ hồi tối em bán hết rồi. Bây giờ nó sang size từ 700.000 trở lên. Cây số 1 này, 700.000 này. Cái cỡ tầm 10 cm nha. Đó, 10 cm mà cây nó mập như thế này. Siêu mập luôn ạ. Đó, cây rất là mập. Em sẽ có một cái cây 400.000 để cho mọi người so giá nha. Cây 400 thì nó cũng bằng cây nhật hạ thôi. Đây này. Đó, cây gấu như thế này là cây 400.000 này. Mọi người thấy không? Nó chỉ bằng nửa cây kia thôi. Đó, cỡ này là 400.000 dành cho 4 lá. Còn cây này là nó to lắm rồi. Cái này thì em cũng bán rồi. Mọi người mà thích lấy cỡ 400.000 này thì cứ đặt. Đó, chiều nay em lấy về thì mai em sẽ gửi hàng. Rồi, sang cây số 2 này, 900. Cây này đó, nó lên hai gốc rồi này. Đó, hai gốc thì nó sẽ là 900.000. Lên một gốc đã chưa? To đẹp nha. Đấy, 2 này, 900 nha. Gốc số 2, 900.000. Rồi, gốc số 3 này, tương tự 900. Đó, cái này nó lên hai gốc rồi, dưới này nó còn chuẩn bị lên rồi này. Đấy, chuẩn bị lên một gốc đây. Đó, 52 xong bây giờ lên 53 này, khỏe chưa? Thì đây là cây số 3 nhá, 900 này. Đấy, gốc số 3 900. Số 4 này, tương tự cũng 900.000. Cây này nó có 2 kỳ nhá cả nhà, 2 kỳ. Đó, xưng được 2 kỳ ở đây rồi. Đó thì mọi người thấy không? Cứ 400.000 một kỳ rồi, 2 kỳ là 800 chưa kể cái này. Rồi còn cái phần gốc nữa. Đấy, số 4 này 900. Nên mình mua chậu càng lớn thì càng lợi nhá. Số 5 này 950.000. Ui, cây này đẹp. Cái này phải nói là cây mà lá nó mập đẹp nhất lô luôn. Đó, cây số 5 950 đây nha. Rồi, số chặn số 5 này 950.000. Đẹp chưa cả nhà? Số 5 950. Số 6 này 1 triệu nha. Rồi, số 6 1 triệu. Cây này to ha. Đó, cây này phải được 15 cm. Đấy, to lắm luôn. Số 6 1 triệu. Mà cây nào cây nấy đều mập chất lượng hết. Cây số 7 này 1 triệu 5. Số 7 1 triệu 5. Thì tầm được 25 cm đấy, số 7 1 triệu 5. Tầm được 25 cm. Mà nhìn này, trên này nó có kỳ nữa nha. Đó, nó sưng kỳ ở đây rồi. Đó, sưng kỳ ở đây rồi. Số 7 này 1 triệu 5. Và số 8 cũng 1 triệu 5. Cây này thì nó cao hơn. Đó, cũng tầm 25 27 cm, cao hơn. Chưa có sưng kỳ, cũng chưa sưng mừng gốc nha. Đấy, số 8 1 triệu 5. Cây thì đẹp quá trời rồi. Đó. 8 chậu gấu nha cả nhà, 8 cây gấu. Đó, mọi người thấy cây chưa? Em quay rất là đẹp rõ ràng rồi nha. Gấu trúc. Tiếp theo là em bán cây năm cánh trắng đại tướng nha. Cái cây này thì đấy, như em nói là nó sẽ rất là dễ lẫn lộn với lại Phú Thọ, Bạch Tuyết. Nếu mà bác nào không phân biệt được, về thân lá thì giống hệt Phú Thọ, còn về mặt hoa thì nó cũng thế, cũng khá là giống Phú Thọ và cũng na ná. Kiểu người ta đem bán giả nó Bạch Tuyết rất là nhiều ở những cái thời điểm mà mặt Bạch Tuyết mất tiền. Tuy nhiên cây này là cây mũi màu nha, nó có thể phớt trắng, màu mũi của nó biến thiên, có thể phớt trắng, phớt hồng hoặc là tím, tùy theo cái điều kiện mình chăm sóc hoặc là kích thuốc rồi gì đấy. Rồi thì em có cái lô này rất là đẹp luôn, có đánh số. Số 1 này 200.000. Đây là một trong những mặt hoa mà nở tại miền Nam nha, mặt hoa nở tại miền Nam. Rất là xuất sắc đúng không mọi người, nhìn đôi mắt mê hồn nha.
và một số mặt hoa khác em chèn cho mọi người xem, để khi về nở thì chúng ta bảo là ủa sao nó không đẹp như trên hình ảnh, thì nó nở như thế nào thì tùy điều kiện chúng ta chăm sóc nha. Đấy, nhưng mà cây thì khỏi phải chê rồi, cây Lâm Đồng thuần lên rất là mập đẹp. Chậu số 1 này 200.000 nhá. Đấy, số 1 200. Số 2 này tương tự 200. Thân lá là bao đẹp khỏi chê. Rồi, cây số 3 này cũng 200.000 nốt. Đấy, số 3 200. Úi giời ơi nó đẹp. Đấy, số 3 200. Số 4 này 300. Số 4 300. Lá khác gì lá bằng tiết đâu, dày cong mo. Chỉ có điều là màu nó đậm sẫm hơn thôi. Thân thì thân Phú Thọ mà lá là lá bằng tiết. Hay nha. Số 4 300.000. Số 5 này 300. Hàng hôm nay rất là chất lượng. Cây đẹp không nha. Số 5 300.000. Cây đẹp. Đấy. Số 6 300. Nó sắp rụng lá rồi nên mấy cái lá này là kiểu nó bị khô á mọi người. Tưới nước nó không tới á. Cho nên nó vậy á nha. Cho nên là không sao hết. Nó cũng tới mùa nó sắp rụng lá rồi. Số 6 này tương tự 300.000 luôn. 6 300. Những cây 300 thì cái cỡ của nó rơi vào tầm 30 sen nha. 30 35 sen rồi. Rồi, tương tự số 7 cũng 300.000. Nó rêu đẹp chưa? Đấy, số 7 300 nè, mọi người thấy chưa? Thấy lá rồi ok luôn. Và số 8 cũng là 300 luôn. Đây, số 8 300. Cây số 8 này. Cây số 8 nó có thêm một kỳ ở đây nữa nha. Đấy, rất là ok như vậy. Rồi, 8 chậu đại tướng nhé cả nhà. Coi đấy. Rồi, tiếp theo là em có cây năm cánh trắng Hải Dương nha. Và cái lô này cũng tương tự là cây rất là mập và nó lên rất sọc rất là nhiều rồi. Đấy, ví dụ như cây này nè, sọc nè. Đấy, ban ngày các bác thấy rõ sọc chưa? Rồi, sọc nè. Ui ơi, sọc phải nói là nhiều lắm luôn. Đấy. Rồi, em đi vào chi tiết nha. Số 1 này, 100.000 nha. 100.000 thì cây nó như thế này. Em chỉ làm mẫu một cây thôi. Bác nào lấy 100 tiếp thì em sẽ soạn bán nha. Đấy, 100. Trong này nè, nguyên cả lô này nó nhiều lắm. Nên là lấy cây như thế này thôi. Đó, 100.000. Cây số 2 này 200. Cây là cây sập nha. Cây số 2 200 nha. Nè. Cây ú nào ú nu, chất lượng mập đẹp như thế này. Để làm ra được một cây như thế này thì mất 3 tháng. Ít nhất nhanh nhất là 3 tháng. À, chậm thì 6 tháng, 1 năm, năm nhất mà. Cho nên là không ai bán rẻ mấy chục nghìn đâu nha cả nhà. Các bác lưu ý. Nhà em bán Phú Thọ HO thì bán theo kiểu là rổ rá rồi bán dọn vườn cho người ta nên là giá rất là rẻ. Còn những cây này thì không có đâu ạ. Và mọi người cũng không nên làm quan niệm cái kiểu lan càng ngày càng rẻ. Bây giờ không có giống nữa để rẻ đâu ạ. Ví dụ những cây Hải Dương này này, năm nay càng năm hay là đại tướng nó sẽ càng ít dần, chứ không có nhiều giống nữa đâu ạ. Rồi, cây số 2 này 200.000 này. Số 3 này tương tự 200. Đấy, số 3 200. Rồi, số 4 này 200 luôn. Đấy, số 4 cũng 200 này. Đẹp chưa? Mập. Cây rất là chất lượng. Đấy, số 4 200. Để chăm lên được những cây như thế này đâu phải là đơn giản đâu ạ. Số 4 200. Số 5 này cũng là 200.000. Đúng không? Mình trồng cây rất nhiều nhưng mà vì sao cây nhà mình nó cứ ốm, nó không mập được như thế này, đúng không? Bởi vì cái điều kiện khí hậu, cái thổ nhưỡng rồi, cái kỹ thuật rồi nữa. Rồi, số 5 200.000. Số 6 và em đảm bảo mọi người lấy những cây mập này thì mầm gốc nó lên cũng rất là mập nha, chứ không phải là ở đây mập xong rồi về kiểu mọi người nó ốm đó. Số 6 này 300.000. 6 300. Số 7 nè, cũng 300 nốt nha. À, số 7 300. 300 là cây nó hơi trội, cây này còn có lên sọc nữa này. Hai các bác thấy sọc không ạ? À, số 7 300. Rồi số 8 này 200.000. Ừ, số 8 này sọc cũng ok lắm đấy. À, số 8 200. Đẹp thế nha. Cây mọc rất là chất lượng nha. Đấy, à, 8 cây Hải Dương. Rồi, tiếp theo em còn những cái cây sọc như này nha, cây lá sọc này. Thân nù, lá sọc nhựa, lá chỉ thiên rất là đẹp luôn. Hôm nay thì em bán rẻ thôi, vì những cây này là cây sọc ít lô. Những cây đẹp mà sọc nhiều âm dương thì mọi người lấy hết rồi. Nên còn những cây này thì giá rất là rẻ thôi ạ. Cây số 1 này, 250.000 nha. Đó, sọc cũng rõ chứ bộ, nhưng mà nó không rõ bằng những cây trước bán. Những cây trước rõ mà bán thì 5-700 rồi. Đấy, số 1 này, 250 nha. Sưu tầm được, ok. Số 2 này, 350 này, 2 mầm này. Em tính có 350.000 thôi, rẻ chưa? Siêu rẻ luôn. Mà cây số 2 này đẹp quá trời này. Số 2 350.000. Cây số 3 này tương tự cũng 350 luôn nha. Số 3 350. Cái này sọc còn rõ lắm mà dài nhá, cực kỳ dài luôn. Phải tới 30 cm ở trong này đấy. Rồi số 3 350.000. Rồi số 4 này 400. Số 4 400 thì cũng dài và cũng còn rất là rõ nha. 4 400 còn rõ lắm luôn ạ. Đây, cây đây. Nè mọi người thấy chưa?
Nó gần như là âm dương chứ còn nữa. Bên vàng, bên xanh nè. Đó, rất là rõ ràng. Đấy, số 4 này, 400.000. Rồi, số 5 này, 800. Cái số 5 này, 800 nha. Đấy, số 5 này, 800.000. Ui, nó đẹp nha. Cái số 5 này, 800, nó mập. Cái cầm lên nó nặng lắm luôn. Nói chung cái thân đồ của nó, xét về mặt thân lá không là đã ok rồi. Chưa kể nó còn lên sọc nha. Thân đồ lá nhựa, sọc rất là đẹp. Đấy, số 5, 800.000. Và số 6 là 1 triệu. Chỗ này 1 triệu nha. Trong đó thì cái thân này là em cắt cho khách rồi nè. Thì nó sẽ còn một thân nè. Một thân lên sọc nè. Hai thân nè, ba thân, bốn thân nha. Và năm thân. Đó thì kể ra có 200.000 một thân. Mà thân rất là to như thế này nha. Cái này cây này sắc tố lên đẹp chứ đâu phải xấu nè. Cái cây của nó lên nè. Không, đẹp chưa. Có vàng, có xen kẽ rồi luôn. Đấy, rồi cây số 6 là 1 triệu nha. Đây, 6 chậu sọc nha. 6 chậu sọc. Tiếp theo là em có bệ pháo bay nha. Đấy, hôm nay có bệ pháo bay này. Chưa bao giờ em thấy có cái lô bệ pháo bay này nào mà cây nó mập đẹp như thế này cả. Bởi vì cơ bản là cây này nó trồng thuần cả Lâm Đồng, cho nên cái chất lượng cây thì không phải chê được. Rồi, chậu số 1 này, 400.000. Một trong những cái cây bệt nó cũng xuất phát từ vùng Gia Lai giống như Như Nguyệt vậy đó. Nhưng mà cây này nó cũng đắt hơn Như Nguyệt nhiều nhá. Bởi vì giống của nó thứ nhất là ít hơn này, và cái thứ hai là thương hiệu của nó cũng nổi tiếng hơn rất là nhiều. Mặc dù cây bệt pháo bay thì chỉ là cây bệt hồng thôi, mũi bê màu thôi, nó không phải mũi trắng như Nguyệt, nhưng mà cái độ nổi tiếng của nó thì gấp nhiều lần nha. Rồi, cây số 2 này, 600.000. Số 2 600. Số 2 600 thì giá tầm 25 sen nhé. Đấy, cây rất là mập luôn ạ. Cực kỳ mập và thân nó lại khá là xanh. Nếu mà nhiều vùng khác trồng là nó tím, mà ở Lâm Đồng này nó lên nó lại khá là xanh đó. 2 600.000. Số 3 này, tương tự này, 600 nhé. 3 600, cây rất là mập ạ. Số 3 600. Cây số 4 này, 800. Đây, số 4 này 800.000. Số 4 thì mọi người thấy là nó dài phải 40 sen trong này nha. Đó, số 4 800, hàng này là hàng năm nhất hết nha. Đó, số 4 800. Số 5 này 1 triệu nha, số 5 1 triệu. Đó, số 5 1 triệu, dài cũng phải 45 sen. Số 5 1 triệu. Một cây nó to lắm á. Chưa, em nói rồi, chưa bao giờ mà thấy cây bệ pháo bay này nó to như thế này hết. Đó, đây là cây số 5 nha. Mọi người thấy rõ chưa? Thân lá rất là ok. Và số 6 này thì cũng là 1 triệu luôn. Đấy, số 6 1 triệu. 6 cây nha cả nhà. Pháo bay, pháo bay. Bẹp pháo bay. Bữa nay bẹp cũng khá là nhiều phong phú đấy chứ. Chứ được đầu năm nhiều bác hỏi bẹp, tìm không ra bẹp lần nha. Đấy, 6 cây bẹp pháo bay. Loại tiếp theo em bán này, năm kính trắng thảo nguyên 2 nha. Thảo nguyên 2 bữa nay cũng có khá là nhiều giống và giá thì cũng rất là ok cho mọi người sưu tầm. Chứ cây này năm ngoái tìm rồi vẫn còn là ít nha, rất là lác đác thôi, nó không nhiều như bây giờ. Số 1 này 250.000 nha. Thảo nguyên 21 250. Cây dài gần 15 sen nha. Đó. Nói chung là trên 10 sen đi cho dễ, 12 sen. Số 1 250.000. Số 2 tương tự cũng 250 nha. Số 2 250. Đây, cây nó như thế này nè. Đó, thì lá ngọn nó rớt thôi bởi vì nó đứng ngọn rồi mà. Cây số 3 này tương tự 300.000. Số 3 thì lớn lắm rồi. Số 3 thì được hẳn 15 17 sen nha. Số 3 300. Số 4 cũng 300 nốt. Đây, số 4 300 này. 4 300. Số 5 này 500, hai gốc nha. Số 5 là 500. Số 6 này 500 nốt. 6 500, số 6 500 lời này. Bởi vì cái nó tới cái hai gốc như này. Số 7 600. Rồi, số 7 600. Hai gốc lớn nha. Đó, 7 600. Số 8 này 600 luôn. Phải dài nha. Đấy, đây là cái số 8, 600.000. Ok chưa cả nha. Thẳng ngay 2 nha. Cuối cùng là em bán di linh trắng huyền thoại. Mời các bác ngắm hoa. Cây này sáng nay mới tưới nước xong nè. Đó, hôm qua là hai cây này là hoa nó không có đi ngủ nè, nó vẫn bay tốt nha. Đấy, và sáng nay cũng vậy luôn. Buổi sáng thì không phải nói, bay sớm hết chứ nha. Quá là sớm luôn, bởi vì 24 giờ này. Rồi em đi vào chi tiết từng cây nha. Lô này nhiều xong bán dần rồi. Số 1 này 400.000. Chậu này nó có một thân như này nha, mà nó ít nụ. Đấy, nó cũng mỗi mắt nó được sưng được 3 nụ nè. Mà dưới này nó chưa sưng và bắt đầu lên mầm gốc nè. 400.000 nha. Số 1 400. Tại cây số 2 tương tự cũng 400. Cây này hai thân nhá. Một thân nữa hoa và còn nụ như này. Đây, thân bên này nụ đây. Mà nó lên gốc nhiều lắm rồi. Đó, thì em tính 400.000 thì cũng rất là hợp lý rồi, dành cho cây số 2 này, lời được hai cái mầm gốc. Rồi, cây số 3 cũng 400 luôn, hoa rồi nha. Đây, hoa rồi. Thân nụ đây.
thân nụ đây, và dưới này hai cái mầm gốc này, đã chưa? Thì đây, đây là cây số 3 nha, 400.000. Đây số 4 này, 600. Số 4 thì còn nguyên gốc, nguyên nụ luôn nha. Số 4 này, nụ đây mà nó có tới 3 thân luôn nè. Ừ, 3 thân. Đây, đang lên mầm gốc nè, đang lên mầm gốc nè, đang nhú lên. Cả nhà thấy không ạ? Đấy, cây số 4 này, 600.000. Cây số 5 này, 500.000. Cây số 5 là cây dài lắm. Đó, cây dài mà nụ nó mọc cũng rất là nhiều luôn. Từ trên ngọn xuống gần tới giữa thân luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Dài khoảng 50 cm á. Và mầm gốc nó cũng đang sưng đẹp lắm rồi. Đấy, số 5, 500.000. Và cây số 6 này, cũng 500.000 nốt nè. Cái 6 này bụi cũng khá là to nha. Đây, cái 6 này. Đấy, đẹp chưa? Rồi, nè. 6 nè, thân bên này cũng có sưng nụ nè, vẫn còn lá nhá, 500. Rồi, 5 chậu dây linh trắng. Hàng hôm nay toàn là hàng VIP đẹp, khách xem kỹ giúp em nhé. Rồi, video hôm nay đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Và phiên live 8:30 hàng ngày nhé. Bye bye cả nhà.